hướng dẫn tập bấm cột sống. Chủ tịch cựu chiến binh đang phục vụ vợ đây, mà ông đại tá, trung tá đại tá về nhà phục vụ vợ đây, một ông cán bộ quân đội về nhà đấy nè, giúp vợ tập thể hình đây, ấn mạnh vào, sau khi ấn bên kia thì ấn bên này anh ạ, sau khi ấn lên cao thì ấn xuống thấp, trong vòng 6-5 cái đốt cột sống của SN ấy là phải làm như thế. Đấy, anh về anh sẽ thiết kế một cái máy như thế này, mua một ổ bi 22 xong rồi ra nhờ thợ nó làm cho. Thằng Châu nó có cái đấy anh ạ. Thằng Châu nói chuyện nó đấy. Ấn mạnh. Ừ, cho nó đi. Ăn đi. Đấy, từ xong ngón tay miết. Quá sướng cái gì? Xin lên mẹ. Mẹ biết mẹ. Bố hết đi, bố hết rồi. Chứ ai rồi thì nếm một hồ. Đấy, về nhà có kéo này, hai chị em.